một hành động nhỏ của anh tài xế nhưng có thể cứu được nhiều mạng người. Clip ghi trên tỉnh Lộ 8, đoạn đường qua thị trấn Ea Poc, huyện Cư Em Ga, Đắk Lắc vào chiều ngày 24 tháng 7. Trong clip nằm ở giữa đường là một cành cây lớn mục rơi xuống từ cây đa ven đường, nhiều xe đi qua phải né nếu không có thể ngã nếu không quan sát. Rất nhiều người đi qua cả ô tô và xe máy, tuy nhiên chỉ có mỗi mình anh thanh niên đi ô tô con dừng lại, rồi tự tay anh lôi cành cây đó vào trong lề đường. Rất nhiều người khi xem clip đã rất thích hành động này từ anh thanh niên đi ô tô trên, xem kỹ thấy cảnh cây đó khá lớn, nếu ví dụ ai đó đi xe máy đâm phải bị ngã rồi nhiều xe ô tô đang lưu thông lúc đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ với ý thức đôi khi cứu được nhiều mạng người, 10 điểm cho anh thanh niên đi ô tô trắng, nếu xã hội ai cũng biết vì mọi người một chút thì cuộc sống tươi đẹp bao nhiêu.